Timmy Kuhn bất ngờ đăng đàn cho biết chuẩn bị có một đội V-Set sẽ bán suất. Với việc là gương mặt thân quen, có tiếng nói trong làng Liên Minh Việt, vậy nên các tin tức, thông tin liên quan đến tựa game khi được chính miệng Timmy Kuhn tiết lộ thường được cộng đồng tin tưởng. Mới đây, anh cho biết một đội đang thi đấu V-Set đang có ý định bán suất, chuyển nhượng sang chủ mới. Tuy bài đăng không cho biết rõ là ai, nhưng bức ảnh đi kèm khiến nhiều người có thể rút ngắn suy luận. Timmy Kuhn cho biết, trong động thái mới nhất, một cái tên nổi tiếng đang thi đấu tại V-Set muốn được khám phá những tiềm năng khi đổi chủ mới. Với một lịch sử giàu truyền thống và tương lai tươi sáng, đây là cơ hội để các bạn được đầu tư vào thế giới thể thao điện tử chuyên nghiệp đầy năng động. Về đội tuyển này thì đây là một trong những đội tuyển cộng cán tại V-Set, có những tài năng sáng giá và đóng góp không ít cho Liên Minh. Với vô vàn thành tựu và đội ngũ fan hùng hậu, đội tuyển này là một trong những cái tên sáng giá nhất tại V-Set. Sở hữu một đội tuyển V-Set nghĩa là bạn sẽ có cơ hội tham gia vào sự phát triển cộng đồng eSports ở Việt Nam và hơn nữa. Đây là vài lý do để bạn xem xét sự đầu tư này. Có nền tảng tốt, đội tuyển này đã vang danh tại V-Set, có nền tảng cho sự thành công. Đội ngũ fan tiềm năng, đội tuyển này có một lượng fanbase đông đảo và nhiệt huyết, sẽ thể hiện sự ủng hộ cho cả các sự kiện offline và online. Theo đó, cộng đồng suy đoán rất có thể Sài Gòn Buffalo, Secret, Cerberus hoặc Flash là các ứng viên hàng đầu cho việc bán suất này. Trong khi GAM và Team Wells đã chắc suất đi chung kết thế giới năm nay nên khó có chuyện họ sẽ đổi chủ dù sớm hay muộn. Khi Sài Gòn Buffalo và Cerberus đều đặt đủ điều kiện về một cái tên giàu truyền thống và theo thông tin quản lý truyền thông SVTC từng tiết lộ thì hầu hết các đội V-Set đang dần cạn tiền duy trì nên việc họ bán suất là đương nhiên. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán, ta phải đợi các động thái chuyển nhượng thì mới hóng được tin chính thức.